Chiếc máy phiên bản mới nhất, phiên bản nâng cấp 2021 này có tên là Unie V1S. Với diện mạo của phiên bản nâng cấp 2021 của chiếc máy Unie V1S hẳn không làm các chị em thất vọng. Khi có những cải biến ấn tượng, phần thân đế thay vì nhựa như phiên bản cũ, phiên bản mới đã thay thế bằng chất liệu inox sáng bóng, phối hợp hài hòa với các điểm nhấn đen, xanh và phần cối thủy tinh trong suốt tạo nên một tổng thể sang trọng và chắc chắn. Đây là cối thủy tinh borosilicate an toàn 5 lớp dày 8mm, lớp 1 kính cường lực, lớp 2 lớp protein nano, lớp 3 lớp chống oxy hóa, lớp 4 các nguyên tố vi lượng, lớp 5 lớp hoạt hóa phân tử nước, được phủ inox 304 tràn viền, dễ dàng vệ sinh, thân thiện với môi trường. Khi phần nắp được bao bọc bằng gioăng cao su 3 lớp chống trào, nút mở phía trên cũng được thêm gioăng cao su cực kỳ khít chặt, chống trào ngược tuyệt đối. Độ mình sẽ có 9 chương trình cài đặt chế độ nấu và hẹn giờ. Chế độ nấu sữa, nấu cháo, nấu súp, nấu cháo mịn, sữa không nấu, xay hoa quả, sinh tố đá bào, xay khô, hấp và nấu. Và cuối cùng là chế độ vệ sinh máy. Bạn điều khiển sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt nên nó thực sự rất thông dụng cho tất cả mọi người luôn.